cái cơn nóng của mùa hè đã lên đến đỉnh điểm. Không khí oi bức tràn ngập khắp mọi nơi, tạo cho các bạn cảm giác ngột ngọt. Mệt mỏi, bạn chỉ mong đợi những cơn mưa đến để xoa dịu đi tiết trời oi ả. Xuất phát từ đó mà chúng tôi cho ra bộ sưu tập Mưa Mùa Hạ với những họa tiết hoa cỏ của khu rừng nhiệt đới, rồi những gam màu pastel nhẹ nhàng như xanh bạc hà, hồng nhu kết hợp với chất liệu vải mát lạnh như lanh, chiffon, voan, rũi và kiểu dáng freesize, hay những chiếc váy maxi điệu đà tạo nên cảm giác mát mẻ cho người mặc trang phục và cả cho những ánh mắt đang ngắm nhìn.
tập Mưa Mùa Hạ được hình thành từ ý tưởng của nhà thiết kế Nguyễn Thu, nhãn hàng thời trang Camilla Fashion. Hãy nổ chào tay thật lớn cho nhà thiết kế Nguyễn Thu.